về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em, rất vui vì lại được gặp lại các em học sinh lớp 6. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bài tập cuối chương 5. À, thật là nhanh đúng không? Cô và các em chúng ta đã đồng hành cùng nhau hết chương 5 rồi, đúng không nào? Và trong cái chương 5 này thì liệu là bạn nào còn nhớ là chúng ta đã được học được những gì không nhỉ? Chúng ta thử kể xem là chúng ta có nhớ hết được không? À đúng rồi, đầu tiên chúng ta sẽ học về mở rộng khái niệm về phân số. Tại sao lại có từ mở rộng đấy nhỉ? À, tại vì ở nhất tiểu học thì chúng ta chỉ học về phân số dương thôi đúng không? Tức là có tử số và mẫu số là các số tự nhiên đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ mở rộng hơn để tử số và mẫu số có thể là các số gì? Các số nguyên đúng không? Vì vậy nó mới có cái cụm từ là gì nhỉ? Mở rộng đúng không? Sau đó chúng ta sẽ học được về gì? Các tính chất của phân số đúng không? Các tính chất của phân số này. Sau đó chúng ta lại học về gì nhỉ? À, so sánh phân số đúng không? Mà muốn so sánh phân số thì chúng ta phải biết quy đồng mẫu số để so sánh đúng không? Sau đó chúng ta học đến gì nhỉ? Các phép toán của phân số. À, các phép toán của phân số sẽ có những phép gì nhỉ? À, phép cộng đúng không? Phép trừ, phép nhân, phép chia đúng không? Và trong các cái phép toán đấy thì mỗi cái phép toán đấy chúng ta lại có một cái tính chất riêng đúng không? Tùy từng phép toán thì ngoài những cái tính chất của các cái phép toán đấy ra thì chúng ta cũng sẽ học được thêm các khái niệm về số đối và số nghịch đảo đúng không? À, vậy là xong các phép toán về phân số thì chúng ta học đến phần gì tiếp theo nhỉ? À, chúng ta học về hỗn số đúng không? Thì chúng ta học hỗn số này thì chúng ta biết được là từ hỗn số chúng ta có thể đổi ra phân số. Nhưng từ phân số thì khi nào chúng ta đổi ra được hỗn số nhỉ? À, khi tử số phải lớn hơn mẫu số và tử số không chia hết cho mẫu số đúng không? Thì chúng ta mới đổi được từ hỗn số ra phân số. À, cô xin lỗi, đổi được từ phân số ra hỗn số, được chưa? Vậy thì ở những cái bài tập cuối chương 5 này thì chúng ta sẽ đi làm bài tập các cái dạng bài mà chúng ta đã được học ở chương 5 để củng cố lại các cái phần kiến thức mà chúng ta đã học. Thì đến với từng bài tập 1 thì nó sẽ có từng phần kiến thức khác nhau, được chưa? Và trong cái phần bài tập cuối chương 5 này thì nó sẽ có hai dạng bài tập. Dạng thứ nhất là dạng trắc nghiệm, còn dạng thứ hai là dạng tự luận. Thì đối với dạng trắc nghiệm thì nó sẽ có 4 đáp án là A, B, C, D để chúng ta thực hiện và chọn ra đáp án đúng. Còn với dạng bài tập tự luận thì chúng ta sẽ phải viết nhiều hơn đúng không? Chúng ta phải trình bày một cách rất là cụ thể bằng chúng ta sẽ có những bài so sánh này, những bài tính toán này và đồng thời cũng sẽ có những cái bài toán có lời văn, được chưa? Vì vậy chúng ta chú ý nhé. Bây giờ thì để cho mới đầu chúng ta sẽ thoải mái một chút đúng không? Thì chúng ta sẽ làm trắc nghiệm trước. Tại vì là bao giờ các bạn cũng sẽ thích thú với những cái đáp án mà được lựa chọn hơn thì chúng ta sẽ làm những câu hỏi trắc nghiệm trước. Đúng không nào? Nào bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1 này. Thì câu hỏi số 1 nó hỏi là gì? Phép tính nào dưới đây là đúng đúng không? Và chúng ta có 4 phép tính. Thì bây giờ muốn biết phép tính nào đúng thì chúng ta sẽ cùng thực hiện từng phép tính một. Rồi sau đó chúng ta sẽ so sánh kết quả. Thì sau khi so sánh kết quả thì chúng ta sẽ biết được là phép tính nào đúng và phép tính nào sai. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta bắt đầu từ câu ý A nhé. Nào đáp án A của cô là gì nhỉ? 2/3 đúng không? Cộng với -4/6 này, nó bằng -2/6. Vậy chúng ta cùng thực hiện phép tính xem nó có bằng như thế hay không. Chúng ta quan sát ở đây là hai phép cộng, ở đây là phép cộng cùng mẫu hay khác mẫu nhỉ? Ở đây là phép cộng khác mẫu số đúng không? Thì chúng ta phải tiến hành quy đồng mẫu số. Nào quy đồng nhá. 2 × 2 này phần 3 × 2 cộng với -4/6 đúng không? Và nó sẽ bằng gì? 4/6 cộng với -4/6. Chúng ta thấy hai phân số này đối nhau đúng không? Và đương nhiên kết quả của nó sẽ bằng 0. Được chưa? Tiếp theo này. À, nó bằng 0 thì nó khác gì? Khác với -2/6 nên đáp án A đúng hay sai? Đáp án A sai đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang câu B này. Ý B là 2/3 nhân với -1/5 bằng 3 − 2/5. Thì cô cứ thực hiện bên trái trước đi, được chưa? Bên trái của cô này. Bây giờ nhân đúng không? Chúng ta lấy tử nhân tử. 2
2 này nhân với âm, âm 1 phần gì nhỉ? 3 nhân với 5 bằng mấy? Âm 2 phần 15 đúng không? À vậy là bên trái của chúng ta bằng âm 2 phần 10, 15 bên trái dấu bằng ấy. Còn bên phải dấu bằng của chúng ta nào? 3 trừ 2 này phần 5. 3 trừ 2 bằng 1 này phần 5. Chúng ta thấy hai cái đáp án này thế nào nhỉ? Khác nhau đúng không? Nên cái B của chúng ta cũng thế nào? Sai. Suy ra cái này là B này, sai này. Được chưa? Cái này là gì nhỉ? A này, sai này, đúng không? Tiếp theo câu C này, ý C, đáp án C ấy là gì nhỉ? 2 phần 3 trừ đi 3 phần 5. Nào chúng ta xem nó có bằng 1 phần 15 không nhá. Đây là phép trừ đúng không? Thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu số trước. Nào, bằng gì? 2 nhân 5 phần 3 nhân 5 trừ đi 3 nhân 3 phần 3 nhân 5 đúng không? Nó sẽ bằng này 10 phần 15 đúng không? Trừ đi 9 phần 15 đúng không? Mà trừ thì chính là bằng cộng với số, số đối. Nó chính bằng gì? 10 phần 15 cộng với gì? Âm 9 phần 15 đúng không? Và nó bằng này 10 này cộng với âm 9 phần 15 đúng không? Và nó bằng 1 phần 15. Vậy suy ra câu C của chúng ta thế nào nhỉ? C của chúng ta đúng đúng không? À câu C đúng thì đương nhiên đáp án chúng ta cần khoanh là đáp án C rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ thử làm xem tại sao câu D nó lại sai nhé. Nào câu D này là gì nhỉ? 3 phần 5 đúng không? Chia cho 3 phần gì? Âm 5 đúng không? À đây là phép chia đúng không? Thì chúng ta phải nhân với gì nhỉ? Nhân cái, chúng ta lấy phân số thứ nhất này, nhân với phân số mới này. Phân số mới có tử số là mẫu số của phân số thứ hai, và mẫu số của phân số mới là tử số của phân số thứ hai. Nào bằng này 3 nhân với âm 5 phần 5 nhân với 3 bằng âm 15 phần 15 và bằng âm 1 đúng không? Âm 1 thì nó khác với âm 25 phần âm 9 phần 25. Được chưa? Cô xin lỗi, âm 9 phần 25 khác với âm 1. Nên là gì nhỉ? Câu D của chúng ta cũng sai. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì nhỉ? Đáp án C. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang bài 2. Câu hỏi số 2 của phần trắc nghiệm thì là gì nhỉ? Phép tính này, âm 3 phần 4 nhân với mở ngoặc 2 phần 3 trừ 2 phần 6 có kết quả là. À, để biết được nó có kết quả là bao nhiêu thì đương nhiên chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thực hiện phép tính của nó ra thôi, đúng không? Nào bây giờ chúng ta thực hiện phép tính nhé. Bài 2 này, ý 2 của câu 2 của trắc nghiệm đấy. Bài 2 trừ 3 phần 4 này, cô viết lại đề, nhân với 2 phần 3 trừ đi 2 phần 6 đúng không? Nào, chúng ta thế nào nhỉ? Trong ngoặc chúng ta sẽ thực hiện trước, ngoài ngoặc chúng ta sẽ thực hiện sau. Thì cái nào chưa thực hiện đến thì viết lại đúng không? Nhân với này trừ, chúng ta lại quy đồng mẫu trước đúng không? Nó sẽ thành 2 nhân 2 này phần 3 nhân 2 trừ 2 phần 6 đúng không? Và nó bằng này âm 3 phần 4 nhân với gì? 4 phần 6 trừ đi 2 phần 6 đúng không? Mà trừ thì bằng cộng với số, số đối. Nào cái nào chưa dùng đến chúng ta viết lại. Nhân với 4 phần 6 này cộng với gì? Âm 2 phần 6 đúng không? Được chưa? Và chúng ta tiến hành nào. Cái gì chưa dùng đến viết lại. Cộng trong ngoặc trước nha. 4 cộng với âm 2 phần 6 đúng không? Và nó bằng này âm 3 phần 4 nhân với này 4 cộng với âm 2 thì bằng 2 này đúng không? Phần 6. Nào chúng ta tiến hành nhân này, lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu bằng âm 3 này nhân với gì? 2 phần 4 nhân với 6 đúng không? Âm 3 nhân với 2 bằng âm 6 phần 4 nhân 6 bằng 24 đúng không? À cô xem có đáp án nào không? À ở đây chưa có một đáp án nào cả.
thì sao nhỉ? Chúng ta có thể là gì? Kết quả của nó đã được viết dưới dạng phân số đã được rút gọn. Thì bây giờ chúng ta thử rút gọn nhé. Cô sẽ chia cả tử và mẫu cho 6. Âm 6 này, chia 6 này, phần 24 này, chia 6 này, âm 1 phần, âm 1 phần 4. Nào chúng ta xem có đáp án âm 1 phần 4 không nhé. À có đúng không? Vậy nó là đáp án gì nhỉ? Đáp án D. Nên này, đáp án D đúng không? À vậy là chúng ta vừa làm xong câu 2 ở phần trắc nghiệm đúng không nào? Ở như câu 1 này thì đáp án đúng là đáp án C. Còn câu 2 đáp án đúng là đáp án D đúng không? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu 3 của phần trắc nghiệm nhé. Câu 3 hơi dài một chút nên là cô và các em chúng ta sẽ cùng đọc đề. Có 3 giờ, Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường dành 1 phần 4 thời gian để chơi ở khu vườn thú, 1 phần 3 thời gian để chơi các trò chơi, 1 phần 2 thời gian để ăn kem, giải khát, số thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Kết quả nào dưới đây sai? Nào các kết quả của chúng ta này. Thời gian Cường chơi ở vườn thú là 3 phần 4 giờ. Được chưa? Thời gian Cường chơi các trò chơi là 1 giờ. Đây, 1 giờ. Thời gian Cường ăn kem giải khát là 1 phần 4 giờ. Thời gian Cường đi chơi các khu cây cối và các loài hoa là 3 phần 4 giờ. Vậy thì chúng ta muốn biết được là bạn Cường ở trong các cái trường hợp A, B, C, D, trường hợp nào sai? Thì chúng ta phải tính xem là cái thời gian Cường chơi ở trong từng khu 1 là bao nhiêu đúng không? Vì Cường có 3 giờ. Còn đây là cái phân số này này, nó chỉ là cái số phần thời gian của cái 3 giờ này thôi. Vì vậy muốn biết là cái thời gian chính xác là chơi trong bao nhiêu lâu thì chúng ta phải thực hiện phép tính đúng không? Nào, đây chính là dạng toán gì nhỉ? À, tính giá trị phân số của một số đúng không? Tức là giá trị 1 phần 4 của 3 giờ, giá trị 1 phần 3 của 3 giờ, giá trị 1 phần 12 của 3 giờ đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu 3 nhé. Nào bây giờ chúng ta tính cái gì chứ nhỉ? Thời gian để Cường chơi khu vườn thú đúng không? Chúng ta có thời gian là gì nhỉ? À muốn tính giá trị phân số của một số thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta lấy cái số đó nhân với phân số đúng không? Giá trị phân số của một số này thì chúng ta sẽ lấy là gì nhỉ? Lấy số đó nhân với cái phân số đúng không? Nào bây giờ chúng ta muốn tính 1 phần 4 của 3 giờ đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 3 này nhân với 1 phần 4. Vậy nó sẽ bằng mấy nhỉ? 3 phần 4 giờ đúng không? Tiếp này chúng ta sẽ tính gì? Thời gian để chơi các trò chơi đúng không? Thời gian Cường dùng để chơi các trò chơi này. Nào, Cường dành 1 phần 3 thời gian đúng không? Nó sẽ là 3 này. Nhân với 1 phần 3 bằng 1 gì nhỉ? 1 giờ đúng không? Tiếp này, thời gian để Cường ăn kem và giải trí đúng không? Nào, 3 nhân với 1 phần 12 bằng mấy nhỉ? À, bằng 3 phần 12 đúng không? Và ở đây cô có thể rút gọn cả tử và mẫu cho 3 đúng không? Thì nó chính là 1 phần 4 giờ đúng không? À, mà trong cái 3 giờ này này của Cường, chúng ta có mấy hoạt động nhỉ? 3 hoạt động đúng không? Các hoạt động còn lại là chơi khu cây cối và các loài hoa đúng không? Thì bây giờ muốn tính được là Cường dành bao nhiêu thời gian để chơi khu cây cối và các loài hoa thì chúng ta chỉ cần lấy tổng thời gian 3 giờ trừ đi số giờ mà Cường đã dùng ở 3 hoạt động trước đúng không?
cộng bây giờ chúng ta lấy 3 này, trừ đi gì? Trừ đi 3 phần 4 đúng không? Trừ đi 1 này, trừ đi 1 phần 4. Nào, bây giờ bằng nhá. Cô sẽ chọn một số chung là 4 đúng không? Thì ở đây cô sẽ được là 12 phần 4 này, trừ đi 3 phần 4 này, trừ đi 4 phần 4 này, và trừ đi 1 phần. Đây, 1 phần 4 cô viết hơi nhỏ một chút được chưa? Bằng 12 này, trừ 3 này, trừ 4 này, trừ 1 này, phần 4 này. 12 trừ 3, trừ 4, trừ 1 thì bằng 4 đúng không? Phần 4 và bằng 1 đơn vị là giờ đúng không? Nào, vậy là chúng ta đã có được 4 kết quả này. Bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh với 4 đáp án xem đáp án nào sẽ sai nhé. Thứ nhất này, đáp án A này. Đáp án A là gì nhỉ? Cường chơi ở khu vườn thú 3 phần 4 giờ. Nào, chúng ta xem có đúng không nhá. Thời gian để Cường chơi ở khu vườn thú là 3 phần 4 giờ. Vậy là đáp án A của chúng ta đúng đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang đáp án B này. Thời gian Cường chơi các trò chơi là 1 giờ. Chúng ta quan sát. Thời gian Cường chơi các trò chơi là 1 giờ. Vậy đáp án B của chúng ta đúng đúng không? Tiếp nào. Thời gian Cường ăn kem và giải khát là 1 phần 4 giờ. Nào, thời gian để Cường ăn kem và giải trí. À, cô xin lỗi, đây là giải khát nhé. Là 1 phần 4 giờ, đúng không? Vậy là đáp án C của chúng ta cũng đúng. Thì chắc chắn đáp án D của chúng ta sẽ sai. Nhưng chúng ta xem nó sai như thế nào nhé. Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là 3 phần 4 giờ. Nhưng ở đây chúng ta tính ra được là gì nhỉ? Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là 1 giờ. Vì vậy đáp án D của chúng ta thế nào nhỉ? Sai đúng không? À, vậy thì ở như ý thứ ở câu 3 này này thì đáp án của chúng ta cần chọn là đáp án D đúng không? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần trắc nghiệm của bài tập cuối chương 5. Được chưa? Thì sau khi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút và chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập tự luận nhé. À, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần bài tập tự luận. Thì trong bài tập tự luận này thì chúng ta sẽ làm theo từng bài một nhé. Và chúng ta sẽ có tất cả là 6 bài đúng không? Và tất cả các bài tập tự luận này thì chúng ta đều phải trình bày rõ ràng, chi tiết đúng không? Vì nó gọi là tự luận mà, viết đúng không? Chúng ta cùng quan sát bài tập số 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn đúng không? Có nghĩa là cái nào nhỏ thì xếp trước, cái nào lớn thì chúng ta xếp sau đúng không? Các số này thì chúng ta thấy nhá, ở đây nó có hỗn số, có phân số, có cả số nguyên đúng không? Thì muốn sắp xếp được thì chúng ta phải tiến hành so sánh đúng không? Và sau khi chúng ta sắp xếp được thì chúng ta phải giải thích cho bạn cùng học cái cách sắp xếp đó. Thì đương nhiên là cái cách này sau khi các em học được thì các em sẽ giải thích cho các bạn. Còn trong suốt quá trình làm thì cô cũng sẽ giải thích cho chúng ta cái cách là tại sao nó lại sắp xếp được như thế đúng không? Khi mà chúng ta học được một cái gì thì chúng ta nếu mà chia sẻ được cho các bạn khác thì đương nhiên là thứ nhất này, các bạn sẽ cũng sẽ hiểu bài. Thứ hai, chúng ta sẽ nhớ lâu cái phần kiến thức đấy hơn. Và thứ ba nữa là gì nhỉ? À, cái chúng ta sẽ có thể gắn kết các bạn bè lại với nhau hơn, được chưa? Nào, bây giờ nhá, thì muốn so sánh được và để sắp xếp được thì chúng ta sẽ tiến hành đổi các cái này ra hết thành phân số. Sau khi thành hết phân số thì chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu số. Và sau đó chúng ta mới bắt đầu so sánh đúng không? Nhớ nhá, chúng ta chỉ so sánh này khi các phân số nó cùng mẫu số và mẫu số đấy phải là số nguyên gì nhỉ? Nguyên dương, được chưa? Nào, những cái nào cần đổi ra phân số thì chúng ta sẽ đổi này. Thứ nhất là hỗn số đúng không? Hỗn số của cô là gì nhỉ? Hỗn số này là 3, 5 phần 6 đúng không? Đổi này, 3 này của 5 phần, à 3, cô xin lỗi, 3, 5 phần 6 đúng không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? 3 x 6 bằng 18, cộng với 5 bằng bao nhiêu nhỉ? À, 18 mà cộng với 5 bằng 20, 23 đúng không? Cô sẽ được đây là 23 phần 6 đúng không? Tiếp này, cái 3, số nguyên 3 ấy, cô sẽ đổi thành gì nhỉ? Thành 3 phần 1, được chưa? Vậy bây giờ cô phải sắp xếp các phân số là gì nhỉ? 23 phần 6 này, âm 9 phần 4, âm 25 phần âm 6 và 3 phần 7 nhỉ? 3 phần 1 đúng không? Ta đi sắp xếp này.
ta đi so sánh trước chứ, cô xin lỗi. Đây, cô viết lại các phân số chúng ta cần so sánh nha. 23/6 này, đúng không? Chấm phẩy này, -9/4 này, chấm phẩy này, -25/-6 chấm phẩy này, 3/1, được chưa? Nào, bây giờ các em quan sát cho cô này, 6 và 4, 1, -6 nữa, thì cô sẽ chọn mẫu số chung là 12 nhé. Cô chọn mẫu số chung là 12 đúng không? Thì bây giờ cô tiến hành quy đồng mẫu số. Nào, ta có này, 23/6 đúng không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Mẫu số chung là 12, có nghĩa là nhân cả tử và mẫu với 2 đúng không? 23 nhân 2 phần 6 nhân 2. Nào, 23 nhân 2 bằng 46 đúng không? 6 nhân 2 bằng 12, được chưa? Tiếp tục này. -9/4, cô sẽ nhân cả tử và mẫu với 3 đúng không? Nó sẽ được là -9 này nhân 3 này phần 4 nhân 3 bằng -9 nhân 3 bằng -20, -17, 4 nhân 3 bằng 12. Được chưa? Cô có cái phân số thứ hai có mẫu số chung là 12. Nào, tiếp theo này. -25/-6 thì cô phải nhân cả tử và mẫu với mấy nhỉ? Với -2 đúng không? -25 này nhân với -2 phần -6 nhân với -2 bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 50/12 đúng không? Và cuối cùng là 3/1 thì cô phải nhân cả tử và mẫu với mấy nhỉ? Với 12 đúng không? 3 x 12 này phần 1 x 10 12, và chúng ta thu được kết quả là gì nhỉ? 36/12 đúng không? Nào, bây giờ tất cả các cái phân số này của cô đều có mẫu số chung là 12 đúng không? Và dương. Vì vậy bây giờ cô sẽ tiến hành so sánh các tử số với nhau. Được chưa? So sánh các tử số này. Bây giờ chúng ta quan sát nhé. Nào, ta có này, -27 đúng không? Sẽ bé hơn mấy nhỉ? Bé hơn 36, bé hơn 46 và bé hơn 50 đúng không? Nên gì? -27 này sẽ bé hơn gì? À, cô xin lỗi, -27/12 sẽ bé hơn 36/12, bé hơn 46/ mấy nhỉ? Phần 12 đúng không? Và bé hơn 50/12 đúng không? Chúng ta quan sát lại đề bài. Đề bài yêu cầu là sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn đúng không? Và đây, cô đã sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Bây giờ cô đối chiếu với cái đề bài để xem cái phân số nào sẽ ứng với các cái giá trị ở đây. Ứng với các cái giá trị đây, các cái số ở đây. Được chưa? Nào, -27/12 thì ứng với -9/4 đúng không? Do đó này, bé nhất sẽ là gì nhỉ? -9/4 đúng không? Bé hơn này, 36/12. 36/12 là của gì? Của 3/1. 3/1 chính là 3 đúng không? Bé hơn 3 này. Bé hơn này, 46/12. 46/12 là của cái nào nhỉ? À, của cái 23/6. Mà 23/6 ở trên cái phần mình đổi ấy, nó sẽ là gì? Đây, mình đổi từ cái gì ra nhỉ? 35/6 đúng không? Vậy đây chính là 3 này, 5/6 đúng không? Và cuối cùng lớn nhất là bao nhiêu nhỉ? 50/12. Mà 50/12 chính là gì đây? À, -25/6. Rồi, vậy là các em đã hiểu chưa? Rồi, nếu mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Được chưa? Đây, quan sát lại kết quả bài 1 một lần nữa trước khi chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2 nào. Bài tập số 2 như sau. Các em đọc đề với cô nhé. Tính giá trị biểu thức A bằng này -2/3 trừ mở ngoặc này m/n cộng với -5/2 đóng ngoặc nhân với gì? -5/8 đúng không? Nếu m/n nhận giá trị là này, câu A là -5/6, câu B là 5/2 và câu C là 2/-5. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta muốn tính được giá trị thì chúng ta phải thay gì?
tính được giá trị của A chúng ta phải thay được m phần phần n đúng không? Mà cứ mỗi cái giá trị m phần n này này thì chúng ta sẽ tính ra được một cái giá trị A đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 giá trị. Vì vậy chúng ta phải thực hiện mấy lần nhỉ? 3 lần đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm tự ý A nhé. Nào cô viết lại cái đề bài này này. A của chúng ta bằng gì nhỉ? -2/3. Đúng không? Bây giờ ý A của chúng ta là gì? Thay M phần N của chúng ta bằng gì nhỉ? Nào M phần N bằng gì? Bằng -5/6 đúng không? Vào đâu? Vào A ta được này. Nào bây giờ chúng ta được gì? A này bằng này -2/3 trừ mở ngoặc này -5/6 cộng với -5/2 và tất cả nhân với gì? -5/8 đúng chưa? Đây đúng đề bài này, thay -5/6 vào này đúng chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhé. A của chúng ta bằng này được chưa? Nào bây giờ ưu tiên trong ngoặc thực hiện trước đúng không? Cái gì chưa thực hiện đến viết lại trừ này. Nào ở đây khắc mẫu số chúng ta lại phải quy đồng đúng không? Ở đây chọn mẫu số chung là 6 luôn. Nào -5/6 này cộng với này. Vì chọn mẫu số chung là 6 nên cả từ và mẫu cô phải nhân với mấy nhỉ? Nhân với 3. Từ nhân với 3 thì thành -15, còn mẫu nhân với 3 thì thành 6 đúng không? Nhân với -5/8 này. Chưa dùng đến chúng ta viết lại. Được chưa? A của chúng ta bằng này -2/3 trừ này. -5 mà cộng với -15 thì bằng bằng mấy nhỉ? Bằng -20 đúng không? Thì trừ đi -20/6 này. Nhân với gì? -5/8 đúng không? À chúng ta lại quan sát thấy là ở đây có gì nhỉ? Có phép trừ và phép nhân. Thì chúng ta sẽ ưu tiên thực hiện phép nhân trước đúng không? Vậy lúc này A của cô sẽ bằng -2/3 này. Chưa dùng đến viết lại nhá. Trừ cho này. -20 nhân với -5 phần gì? 6 nhân với 8 đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ dùng cái cách tách nó ra thay vì chúng ta nhân rồi rút gọn đúng không? Trừ này -20 thì cô tách thành 4 này. Nhân với gì nhỉ? 4 nhân với -5 nhân với -5 đúng không? Phần 6 này nhân 4 nhân 2 8 cô tách thành 4 nhân 2. Nào A này bằng -2/3 này trừ này 4 với 4 ở đây rút gọn nhá, đúng không? Thì -5 nhân -5 bằng 25 đúng không? 6 nhân 2 bằng 6 nhân 2 bằng mấy nhỉ? Bằng 12 đúng không? Vậy là chúng ta lại A của chúng ta lúc này nó chỉ còn là kết quả của một phép gì? Phép trừ. Bây giờ chúng ta lại gì nhỉ? Tiến hành trừ thôi đúng không? Trừ thì bằng cộng với số đối này -2/3 này cộng với gì? -25/12 mà cô chọn mẫu số chung ở đây của cô là 12 nhé. Thì cái phân số đầu tiên là cả từ và mẫu cô phải nhân với mấy nhỉ? Nhân với 4 đúng không? Thì nó sẽ được là -8/12 cộng với -25/12 đúng không? -8/12 cộng với -25/12. Nào A của chúng ta bằng này -8 này cộng với gì? -25 này tất cả trên 12 đúng không? Bằng này. Nào chúng ta sẽ thấy là -8 cộng với -25 bằng -33 đúng không? Phần mấy nhỉ? Phần 12 đúng không? Và cả tử và mẫu đang chia hết cho 3. Thì cô tiến hành rút gọn tiếp. Cho 3 thì ở đây sẽ còn -11/4 được chưa? Vậy là với m phần n bằng mấy nhỉ? Bằng -5/6 thì A của chúng ta sẽ bằng -11/4 được chưa? Nào bây giờ cô và các em chúng ta sẽ cùng đến với ý B nhé. Ý B là gì nhỉ? À thay m phần n bằng 5/2 đúng không? Và bây giờ là gì? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính, tức là tính A ấy, khi mà cái gì? M phần n bằng 5/2 được chưa? Nào cô B này, thay m phần n bằng 5/2 đúng không? Nào chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phép tính nhá. A này bằng này đúng không?
âm 2 phần, phần 3 trừ này 5 phần 2, cô thay cho m phần, phần n đúng không? Cộng với âm 5 phần, phần 2 và nhân với âm 5 phần, phần 8 đúng không? Chúng ta quan sát này, trong ngoặc là cộng 2 phân số cùng mẫu thì chúng ta cộng bình thường thôi đúng không? Cái nào chưa cộng, chưa thực hiện phép tính đến thì chúng ta để nguyên. Nào bây giờ trong ngoặc nha, 5 này cộng với âm 5 tất cả phần, phần 2 đúng không? Nhân với âm 5 phần, phần 8 đúng không? Đúng chưa? Nào, A của chúng ta bằng này, âm 2 phần 3 viết lại này. 5 mà cộng với âm 5 thì còn 0 đúng không? 0 phần 2 này, đúng chưa? Nhân với âm 5 phần, phần 8 này, đúng không? A của chúng ta sẽ bằng âm 2 phần 3 này. À, 0 phần 2 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 0 đúng không? Nhân với âm 5 phần, phần 8 đúng không? A bằng âm 2 phần 3 này, trừ này, 0 nhân với âm 5 bằng phần 8 bằng 0 đúng không? Đúng chưa? Vậy là cái A của chúng ta sẽ còn là gì nhỉ? Âm 2 phần 3 trừ 0 và nó bằng âm 2 phần 3 đúng không? À vậy là chúng ta vừa làm xong câu B với M phần N bằng 5 phần 2 thì A của chúng ta sẽ bằng âm 2 phần 3. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu C nhé. Câu C thì sao nhỉ? À, câu C chúng ta sẽ thay M phần N bằng 2 phần âm 5 đúng không? Thì bây giờ cô sẽ thay M phần N bằng 2 phần âm 5 nhé. Thay này, thay câu C, M phần N bằng gì? 2 phần âm 5 đúng không? Bây giờ cô thay vào này, A của chúng ta sẽ bằng âm 2 phần 3 này, trừ này, M phần N này là 2 phần âm 5 đúng không? Cộng với gì nhỉ? Âm 5 phần 2 và nhân với âm 5 phần 8 đúng không? Được chưa? Nào chúng ta cũng sẽ ưu tiên thực hiện trong ngoặc trước đúng không? Ở đây là hai phân số khác mẫu số thì cô sẽ chọn mẫu số chung là 10, được chưa? Vì cô chọn mẫu số chung là 10 nên cái phân số đầu tiên đây này, cô phải nhân cả tử vào mẫu với âm 2. Còn phân số thứ hai cô phải nhân cả tử vào mẫu với 5, được chưa? Thì cô sẽ được này, 2 nhân với âm 2 này, phần gì nhỉ? Âm 5 nhân với âm 2 để cô được mẫu số chung là 10. Tiếp này, cộng với gì nào? À, âm 5 của cô này nhân với 5 này, phần gì nhỉ? 2 nhân 5 đúng không? Và tất cả là nhân với gì? Âm 5 phần 8 này, chưa viết đến cô viết lại được chưa? À, chưa tính đến cô viết lại đúng không? Tiếp tục này, A của cô lúc này sẽ bằng âm 2 phần 3 trừ này 2 mà nhân với âm 2 thì thành âm 4 phần mấy nhỉ? Phần 10 đúng không? Cộng với âm 5 mà nhân với 5 là âm 25 phần 10 đúng không? Nhân với gì? Âm 5 phần 8 đúng chưa? Tiếp tục này, A của cô sẽ bằng âm 2 phần 3 trừ này, mở ngoặc này. Bây giờ hai phân số này thế nào nhỉ? À, cùng mẫu số rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành cộng hai phân số cùng mẫu đúng không? Nó sẽ là âm 4 này cộng với âm 25 này tất cả phần 10 này nhân với âm 5 phần 8 đúng không? Và A của cô lúc này nó sẽ bằng âm 2 phần 3 này trừ này âm 4 mà cộng với âm 25 là thành âm 29 đúng không? Phần mấy nhỉ? À, phần 10 nhân với gì? Âm 5 phần 8 đúng không? Đúng chưa? Đây, âm 29 cô cũng để trong ngoặc luôn. Được chưa? Tiếp nào, A của chúng ta này sẽ bằng âm 2 phần 3 này. Chưa viết đến cô để nguyên này. À, chưa tính đến cô để nguyên này. Bây giờ nhá, cô sẽ lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu này. Âm 29 này mà nhân với âm 5 này. Phần gì nhỉ? 10 nhân với gì? 8 đúng không? Nào bây giờ A của cô này lúc này nó sẽ bằng âm 2 phần 3 này, được chưa? Trừ này, âm 29 thì cô tách thành gì? Âm 1 nhân với 29. Còn âm 5 cô tách thành âm 1 nhân với 5 được không? Được đúng không? Tiếp này 10 cô sẽ tách thành 5 nhân 2 đúng không? 8 thì cô để nguyên này, được chưa? Vậy lúc này A của cô này sẽ bằng âm 2 phần
phần 3 này, trừ này. Âm 1 nhân với âm 1 thì thành 1. Được chưa? Thì cô không viết nữa. 5 với 5 ở đây rút gọn chưa? Rút gọn rồi đúng không? Thì ở trên tử của cô chỉ còn là 29. Còn dưới mẫu của cô là còn 2 x 8 chính là 16 đúng không? Đúng không nào? Và bây giờ cô lại tiến hành trừ. Đúng không? Trừ thì nó chính là cộng với số đối. Thì lúc này A của cô này nó sẽ bằng gì? Âm 2 phần 3 cộng với âm 29 phần 16. Đúng chưa? Và hai phân số này nó thế nào với nhau nhỉ? Khác mẫu số đúng không? Thì bây giờ cô phải tiến hành làm gì nhỉ? À, quy đồng mẫu số đúng không? Và cô chọn mẫu số chung ở đây là bao nhiêu được nhỉ? À, mẫu số chung cô chọn ở đây sẽ là 48 được chưa? Bây giờ cô chọn mẫu số chung là 48 nhé. Thì cô sẽ có này. A của cô nó sẽ bằng gì? Âm 2 mà nhân với mấy nhỉ? Nhân với 16 phần 3 nhân 10, 16 cộng với này. Cộng với bao nhiêu nhỉ? Cộng với gì? Âm 29 đúng không? Âm 29 này nhân với 3 này phần 16 nhân với 3 đúng không? Và lúc này A của cô nó sẽ bằng gì nhỉ? Nào, âm 2 mà nhân với 16 thì bằng bao nhiêu? À, bằng âm 32 đúng không? Phần 48 này, đúng chưa? Cộng với này, âm 29 mà nhân với 3 thì bằng mấy nhỉ? À, bằng âm 87 đúng không? Phần 48 này, đúng chưa? Và bây giờ A của cô này nó sẽ bằng này, âm 32 đúng không? Mà cộng với âm 87 này, phần mấy nhỉ? À, phần 48 đúng không? Và lúc này A của cô nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? À, nó sẽ bằng âm 110, 19 phần 48, được chưa? Vậy là với gì? Với C bằng... À quên, cô xin lỗi. Ở những câu C ấy, M phần N của chúng ta bằng 2 phần âm 5 đúng không? Thì A của chúng ta sẽ bằng âm 110, 19 phần 48, được chưa? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2 đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3 đúng không? Bài tập số 3 là gì nhỉ? Tính giá trị các biểu thức sau theo cách có dùng tính chất phép tính phân số đúng không? Thì chúng ta nhớ lại cho cô nào. Các tính chất của phép tính phân số là những tính chất gì nhỉ? À, đối với phép cộng thì chúng ta sẽ có tính giao hoán, tính kết hợp, tính cộng với gì? Cộng với không đúng không? Còn đối với phép nhân thì chúng ta có gì nhỉ? Có tính giao hoán này, tính kết hợp này. Khi mà nhân với không này thì sao nhỉ? À, bất kỳ phân số nào nhân với không cũng bằng không đúng không? Còn nhân với một thì sao? Bất kỳ phân số nào nhân với một cũng bằng chính nó, chính là bằng cái phân số đấy đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng các cái tính chất đấy để giải quyết bài tập số 3 nhé. Bây giờ cô ghi lại đề bài tập số 3 nào. Ý A là gì nhỉ? À, 2 phần 3 này cộng với âm 2 phần 5 này đúng không? Cộng với âm 5 phần 6 trừ đi 13 phần 10. Rồi bây giờ các em quan sát ở đây, cô đã viết lại đề bài A rồi này. Thì chúng ta thấy là ở đây toàn bộ đều là phép cộng và phép gì nhỉ? Phép trừ thôi đúng không? Vì vậy là sao? À, chúng ta sẽ không thể sử dụng được tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân, mà chúng ta chỉ dùng được các tính chất của phép cộng phân số thôi đúng không? Nào bây giờ nhá. Đầu tiên cô sẽ dùng tính chất giao hoán này để cô đổi chỗ hai cái phân số này cho nhau. Được chưa? Đổi chỗ phân số âm 2 phần 5 và âm 5 phần 6 cho nhau. Được chưa? Nào bây giờ cô dùng giao hoán trước nha. 2 phần 3 này cộng với gì? Bây giờ cô đổi chỗ sao nhau đúng không? Thì sẽ là âm 5 phần 6 cộng với âm 2 phần 5 và trừ đi 13 phần mấy nhỉ? Phần 10 đúng không? Được chưa? Thì sau khi mà cô đã đổi chỗ của nó rồi này thì cô sẽ dùng tính chất kết hợp. Cô kết hợp hai cái đầu tiên lại và hai cái sau lại. Thế các em có biết tại sao cô lại kết hợp được như thế không? À, bởi vì là sao nhỉ? 3 với 6 cô có thể chọn mẫu số chung là 6. 5 với 10 cô có thể chọn mẫu số chung là 10 đúng không? Cô kết hợp lại để cho cái mẫu số chung của nó nhỏ.
nhỏ nhất để chúng ta thuận tiện cho cái việc tính toán hơn. Được chưa? Nào bây giờ cô kết hợp nha. 2 phần 3 này cộng với âm 5 phần 6 này đúng không? Cộng với gì? Âm 2 phần phần 5 trừ cho 13 phần phần 10 đúng không? Chúng ta quan sát này, ở cái ngoặc thứ nhất, mẫu số chung cô chọn là mấy nhỉ? Là 6 đúng không? Vì vậy cái phân số đầu tiên cô phải nhân cả tử và mẫu với 2 đúng không? Còn cái phân số thứ hai thì cô để nguyên. Nào bằng này, 2 nhân 2 này phần 3 nhân 2 đúng không? Cộng với âm 5 phần phần 6 tiếp này. Ở như cái ngoặc thứ hai này, các em thấy này, mẫu số chung của cô sẽ chọn là 10. Thì cái phân số đầu tiên cô phải nhân cả tử và mẫu với mấy nhỉ? À với 2 đúng không? Thì cô sẽ được là gì? Âm 2 này nhân 2 này phần 5 nhân 2 trừ đi 13 phần phần 10, nó có mẫu số là 10 rồi thì cô để nguyên đúng không? Tiếp tục nào. 2 nhân 2 bằng 4 này, 3 nhân 2 bằng 6 này đúng không? Cộng với âm 5 phần 6 đúng không? Tiếp tục này, cộng với âm 2 nhân 2 thì thành âm 4 này, 5 nhân 2 là 10 đúng không? Trừ gì nhỉ? À 13 phần 10 đúng không? Đúng chưa? Tiếp tục nào. Chúng ta lại quan sát tiếp nhé. 4 mà cộng với âm 5 này, cô để ở trên tử đúng không? Mẫu số chung là 6. Cộng với gì? Âm 4 này mà trừ gì? Trừ 10, 13 đúng không? Cô để mẫu số chung là gì nhỉ? À là 10. Được chưa? Đúng không? Nào tiếp tục này. 4 mà cộng với âm 5 thì thành âm 1 đúng không? Phần 6 này cộng với âm 4 đúng không? Âm 4 này mà trừ tiếp cho mấy nhỉ? À trừ tiếp cho 10, 13 nữa đúng không? Thì chính là âm 17 phần 10 đúng không? Thì đến đây này, cô thấy hai cái phân số này lại khác mẫu số với nhau đúng không? Thì bây giờ cô phải chọn mẫu số chung. 6 với 10 thì chúng ta chọn là bao nhiêu được nhỉ? À 30 đúng không? Thì vì chọn là 30 nên phân số thứ nhất chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 5 đúng không? Âm 1 này nhân 5 này phần gì? 6 nhân 5 cộng với này, cái mẫu số chung là 30 nên cái phân số thứ hai cả tử và mẫu phải nhân với mấy nhỉ? Nhân với 3 đúng không? Âm 17 này nhân 3 này phần 10 nhân 3 đúng không? Và lúc này cô sẽ được là gì? Âm 5 phần 30 cộng với gì nhỉ? À âm 51 phần mấy nào? Phần 3 30 đúng không? Đúng chưa? Tiếp tục bây giờ cô sẽ cộng các cái phân số này lại với nhau, nó cùng mẫu số rồi đúng không? Thì cô sẽ cộng lại này, nó sẽ là âm 5 này đúng không? Cộng với gì? Âm 51 phần bao nhiêu nhỉ? À phần 30 đúng không? Và kết quả của cô sẽ được là gì? Âm 56 phần 30 đúng không? Và đồng thời cô thấy cái phân số này đang còn rút gọn được đúng không? Nên cô sẽ rút gọn cả tử và mẫu cho 2 nhé. Thì cái tử số này khi mà cô rút gọn cho mấy nhỉ? Cho 2 đúng không? Thì cô sẽ được là âm 28 này phần gì? Cái mẫu số là 30, cô rút gọn cho 2 thì được mấy nhỉ? Được 10, 15. Vậy kết quả của bài này chính là gì nhỉ? Âm 28 phần 15. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu B nhé. Thì cô sẽ viết lại đề câu B trước này. Âm 3 phần 7 này nhân với âm 1 phần 9 cộng với 7 phần âm 18 nhân với âm 3 phần 7 này cộng với 5 phần 6 nhân với âm 3 phần 7. Đây cô đã viết lại đề câu B này. Thì các em quan sát này, ở đây của chúng ta có cả phép cộng và phép nhân đúng không? Và tất cả các gì? Các cái phép nhân ở đây của chúng ta này, nó đều có gì nhỉ? À có âm 3 phần 7 đúng không? Thì chúng ta thấy là như thế thì chúng ta sẽ sử dụng được tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân đúng không? Thì chúng ta thấy này, tất cả đều có âm 3 phần 7. Thì chúng ta sẽ đặt âm 3 phần 7 ra ngoài đúng không? Ra đằng trước ấy. Nào cô sẽ đặt âm 3 phần 7 này
nhân này, mở ngoặc đúng không? Nào, cái đầu tiên nhá, cô đặt âm 3 phần 7 ra ngoài rồi, thì ở trong còn gì nhỉ? À, âm 1 phần, phần 9 đúng không? Các em nhớ đây là tính chất gì? Phân phối giữa phép cộng và phép phép nhân đúng không? Nào, cái thứ hai này, cô đặt âm 3 phần 7 ra ngoài này rồi, thì ở trong này sẽ là gì nhỉ? Cộng với 7 phần âm 18 đúng không? Tiếp tục này, đặt âm 3 phần 7 ra ngoài, thì ở đây còn cộng với 5 phần 6, đúng chưa? Đúng chưa nào? À, thế thì bây giờ chúng ta phải thực hiện gì nhỉ? Tính toán ở trong ngoặc, còn ngoài ngoặc chưa tính đến thì chúng ta viết lại đúng không? Trừ 3 phần 7 cô viết lại này, nhân với này. Các em quan sát nhá, 9 này, âm 18 này, 6 này, thì cô có thể chọn một số chung là bao nhiêu nhỉ? À, cô có thể chọn một số chung là 18 được chưa? Thì cái phân số đầu tiên ấy, đây, âm 1 phần 9 này này, cô phải nhân cả từ và mẫu với mấy nhỉ? Với 2 đúng không? Thì cô sẽ được là âm 1 này nhân 2 phần gì? 9 nhân 2 đúng không? Tiếp tục này, cộng với cái phân số thứ hai, cô phải nhân cả từ và mẫu với âm 1 để cô được cái mẫu số chung là 18 mà đúng không? 7 này nhân với âm 1 này phần gì nhỉ? Âm 18 đúng không? Nhân với âm 1 đúng không nào? Được chưa? Tiếp tục này, cộng với 5 nhân với 3 phần 6 nhân 3 để chúng ta có mẫu số chung là 18, được chưa? Rồi sau khi đã thực hiện quy đồng trong ngoặc xong này thì bây giờ chúng ta cái gì ngoài ngoặc chưa dùng đến chúng ta vẫn sẽ viết lại đúng không? Nào, bây giờ được kết quả như thế nào? Âm 2 phần 18 đúng không? Cộng với này âm 7 phần 18 này đúng không? Cộng với 15 phần 18, cô xin lỗi, 18 đúng không? Đấy, nhiều lúc là cũng quên đi cơ, đọc 18 mà viết thành 16 đúng không? 18 này, được chưa? Tiếp tục nào, bằng này âm 3 phần phần 7 này nhân với gì nhỉ? À, bây giờ cô đều có mẫu số chung là 18 rồi đúng không? Thì đương nhiên cô chỉ việc gì? Cộng các tử số lại với nhau và giữ nguyên mẫu số đúng không? Cô sẽ được là âm 2 này cộng với âm 7 này cộng với 15 phần gì nhỉ? 18 đúng không? Đúng chưa? Tiếp tục này, nó sẽ bằng âm 3 phần phần 7 này nhân với gì? Âm 2 mà cộng với âm 7 thì thành âm 9 đúng không? Âm 9 mà cộng với gì? 15 thì bằng mấy nhỉ? À, bằng 6 đúng không? 6 này phần 18 đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhân nhá. Nhân thì chúng ta làm sao nhỉ? À, lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu đúng không? Nào, bằng này âm 3 này nhân với gì? 6 đúng không? Phần 7 nhân với 10 18 đúng chưa? Nào, tiếp tục nha. Âm 3 này nhân với 6 này phần này 7 này nhân với này 18 thì cô có thể tách thành gì? 3 nhân với 6 đúng không? Bằng này, âm 3 với 3 ở đây rút gọn chẳng còn âm 1 này đúng không? 6 với 6 rút gọn thì còn 1 rồi, cô không viết nữa đúng không? Và ở dưới gì nhỉ? Dưới mẫu của cô chỉ còn là 7 đúng không? Vậy đáp án này của đáp án của câu B của cô sẽ là gì nhỉ? À, âm 1 phần phần 7, được chưa? Vậy là câu B cô vừa sử dụng gì? Tính chất phân phối của phép cộng và phép nhân. Và cuối cùng cô tính ra được đáp án là âm 1 phần phần 7, được chưa? Cùng đến với bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 thế nào nhỉ? À, chúng ta cùng đọc đề nào. Ba nhóm thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ nhặt rác cho một đoạn mương thoát nước. Ba nhóm thống nhất công việc này, thống nhất phân công. Nhóm thứ nhất phụ trách gì? 1 phần 3 đoạn mương. Nhóm thứ hai phụ trách 2 phần 5 đoạn mương. Phần còn lại do nhóm thứ ba phụ trách. Biết đoạn mương nhóm thứ ba phụ trách dài 16 mét. Hỏi đoạn mương thoát nước dài bao nhiêu mét đúng không? À, thế là ở đây người ta sẽ cho chúng ta những số liệu gì nhỉ? 1 phần 3 đoạn mương này, 2 phần 5 đoạn mương này và 16 mét đúng không? Và với mỗi cái số liệu này là chúng ta sẽ ứng với từng nhóm đúng không? Nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đúng không? Chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? À, bài toán này nó quay về cái dạng gì mà chúng ta hay gặp ấy nhỉ? À, gì? Một trong hai dạng là dạng thứ nhất là gì nhỉ? À, giá trị phân số của một số đúng không? Còn dạng thứ hai là gì? À, dạng thứ hai là gì?
tìm một số khi biết giá trị của một phân số của số đó, đúng không? Thì bây giờ chúng ta quan sát nhé. Ở đây này, chúng ta chưa biết cả cái đoạn mương này dài bao nhiêu mét, đúng không? Để bài bắt đi tính, có nghĩa là ở đây chúng ta đang phải gì nhỉ? Tìm một số khi đã biết gì? Giá trị phân số của, giá trị một phân số của nó, đúng không? Và bây giờ chúng ta biết cái giá trị đấy là 16 mét, nhưng chúng ta chưa biết cái phân số ứng với cái đoạn thứ 3, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải đi tính cái phân số ứng với cái đoạn thứ 3 bằng cách nào? À, chúng ta sẽ xem cả cái đoạn mương này là 1, đúng không? Thì chúng ta trừ đi của phần nhóm thứ nhất, trừ đi của phần nhóm thứ 2 thì sẽ ra phần nhóm thứ 3, được chưa? Ra cái phân số ứng với cái nhóm thứ 3 ấy. Và sau đó chúng ta có phân số này, có giá trị phân số thì chúng ta có tính được độ dài đoạn mương không? Có, đúng không? Vậy thì bây giờ cô và các em chúng ta sẽ bắt tay vào làm bài 4 nhé. Nào, đầu tiên chúng ta phải tính cái gì trước nhỉ? À, tính phân số ứng với gì? Với đoạn mương mà nhóm thứ 3 phụ trách, đúng không? Đúng không nào? Nào bây giờ cả một đoạn mương thì cô xem nó là 1, đúng không? Trừ đi của nhóm thứ nhất phụ trách là trừ đi 1/3, đúng không? Và trừ đi của nhóm thứ hai phụ trách là trừ đi mấy nhỉ? 2/5, để ra được cái phân số ứng với đoạn mương mà nhóm thứ ba phụ trách, đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu số nhá. Thì ở đây các em thấy này, 3 và 5 cô chọn mẫu số chung là 15. Thì tương tự cái 1 này cô có thể viết thành gì nhỉ? À, 15/15 mà, đúng không? Chúng ta có cái gì nhỉ? Chúng ta đã có một cái nhận xét là gì? Mọi số nguyên đều viết được dưới dạng một phân số với mẫu số khác không tùy ý, đúng không? Tùy ý vào cái mẫu số đây phải là số gì? Số nguyên, đúng không? Nào, bây giờ tiếp tục nhá. Cái 1/3 này này, cô muốn có mẫu số là 15 thì cô phải nhân cả tử và mẫu với 5, đúng không? Trừ 1 nhân 5 này, phần 3 nhân 5 này, đúng không? Tiếp tục này, trừ cho gì? 2 nhân 3 này, phần gì nhỉ? 5 nhân 3 để chúng ta có mẫu số chung là 15, đúng không? Bằng này, 15/15. Trừ này, 5/15, đúng không? Trừ cho 6/10, 15. Bằng này, bây giờ cô trừ nhá, 15 trừ 5 trừ 6, tất cả phần 15, đúng không? Và kết quả sẽ là bao nhiêu nhỉ? 15 mà trừ đi 5 thì còn mấy nhỉ? À, còn 10, 10 mà trừ đi 6 thì còn 4, đúng không? Vậy kết quả sẽ là 4/15 đoạn mương, đúng không? Vậy là cái phân số ứng với đoạn mương mà nhóm thứ 3 phụ trách chính là 4/10, 15, đúng không? Mà bây giờ chúng ta đã có cái gì nhỉ? Giá trị ứng với 4/15 đoạn mương là 16 mét, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có tính được chiều dài đoạn mương không nhỉ? À, có, đúng không? Chính là bài toán tìm một số khi mà biết giá trị phân số của nó rồi, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chiều dài đoạn mương là 16 mét. Thế còn ai nhớ cho cô cái công thức là gì nhỉ? À, muốn tìm một số khi mà biết giá trị phân số của nó rồi thì chúng ta sẽ làm gì? À, chúng ta lấy cái giá trị phân số đấy chia cho cái phân số đấy, đúng không? Chính là lấy 16 này chia cho 4/15, đúng không? Và cô sẽ thực hiện phép tính này, 16/1 này nhân với 15/4. Đến đây thì ai cũng quá là quen với cái việc gì nhỉ? Chia phân số rồi, đúng không? Nào, bây giờ nhá, tiếp tục này, chúng ta sẽ được là gì nhỉ? Bằng nhá, 16 nhân 10, 15 phần gì? Phần 4, đúng không? Và cô áp dụng theo cái cách của tiểu học ấy là gì nhỉ? 16 cô tách thành 4 nhân 4, đúng không? Nhân với gì? 10/15 phần gì nhỉ? Phần 4, đúng không? Nào các em quan sát này,
4 x 4 rút gọn rồi đúng không? Thì ở đây của chúng ta chỉ còn 4 nhân với gì nhỉ? Với 15 đúng không? Bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 6, 60 đúng không? Còn 4 ở đây chúng ta rút gọn rồi thì chỉ còn là 60 phần 1 thôi đúng không? 60 phần 1 thì nó chính là bằng 60 mét đúng không? Vậy chiều dài đoạn mương sẽ là 60 mét. Được chưa? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài mấy nhỉ? Bài 4 rồi đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút để chuyển sang bài tập số 5 và bài tập số 6, được chưa? Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 5. Một trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan ở một khu công nghiệp bằng ô tô. Ô tô đi từ trường học ra đường cao tốc hết 16 phút. Sau khi đi 25 km theo đường cao tốc, ô tô đi theo đường nhánh vào khu công nghiệp. Biết này, thời gian ô tô đi trên đường nhánh là 10 phút, còn tốc độ trung bình của ô tô trên đường cao tốc là 80 km/h. Hỏi thời gian đi từ trường học đến khu công nghiệp là bao nhiêu giờ? Đúng không? À, thế là người ta muốn hỏi là gì nhỉ? Tổng thời gian mà cái ô tô này này lúc bắt được tính bắt đầu từ lúc xuất phát từ trường cho đến lúc tới khu công nghiệp, và từ trường tới khu công nghiệp thì đã đi trên mấy quãng đường nhỉ? À, chúng ta nó sẽ đi trên 3 quãng đường đúng không? Quãng đường thứ nhất là từ trường này ra cao tốc này thì hết 16 phút. Quãng đường thứ hai là từ cao tốc để rẽ vào đường nhánh của khu công nghiệp đúng không? Và quãng đường thứ ba chính là gì? Vào khu công nghiệp đúng không? Được chưa? Quãng đường từ đường nhánh vào khu công nghiệp đấy. Vì vậy chúng ta muốn tính được thời gian thì chúng ta phải cộng lại thời gian đi trên 3 quãng đường này, đúng không? Và các em nhớ là đề bài người ta hỏi là gì nhỉ? À, bao nhiêu giờ? Thì chúng ta chú ý nhá, tất cả những cái gì đang là phút thì chúng ta phải đổi ra giờ để nó thỏa mãn cái yêu cầu của đề bài, đúng không? Thì ở đây chúng ta có hai giá trị phải đổi ra giờ, đấy là 16 phút này và 10 phút, đúng không? Thì trước hết chúng ta sẽ đổi các cái giá trị phút này ra giờ, đúng không? Đấy, tiếp theo này chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? À, người ta lại chỉ nói là gì? Đi trên đường cao tốc là 25 km, đúng không? Và người ta cho cái vận tốc đi trên cao tốc là 80 km/h, đúng không? Chứ người ta không cho mình gì nhỉ? À, người ta không cho mình thời gian đi trên cao tốc. Vì vậy các em muốn tính được thời gian từ trường đến khu công nghiệp thì các em còn phải làm gì? À, còn phải tính thời gian đi trên cao tốc để chúng ta mới có thể thực hiện cộng được, đúng không? Được chưa? Thì bây giờ nhá, trước hết này cô sẽ nhắc lại một chút về kiến thức cũ này. Thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Quãng đường, cô hay ký hiệu là S đúng không? Bài 5 đây, quãng đường này thì bằng gì? Vận tốc nhân với thời gian, vận tốc là trừ v, thời gian là t, đúng không? Thì đương nhiên thời gian của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng quãng đường chia vận tốc, và vận tốc đây đúng không? Nó sẽ bằng quãng đường chia thời gian, đúng không? Đúng chưa? À đúng rồi đúng không? Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ làm việc đầu tiên, đấy là chúng ta đổi tất cả các cái phút này này. 16 phút là 10 phút sang giờ. Nào, đổi. Đúng không? 16 phút này sang giờ đúng không? Bây giờ các em nhớ cho cô này, muốn đổi từ phút sang giờ thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? À, lấy cái số đấy chia cho 6, 60 đúng không? Thì nó chính là gì? 16 phần 60, cô viết luôn được chưa? Tại vì phân số là thể hiện cho kết quả của một phép chia mà. 16 phần 60 này, giờ này, đúng không? Nhưng cô thấy này, cái phân số này của chúng ta đang còn rút gọn được đúng không? Thì cô sẽ rút gọn cả từ và mẫu cho mấy nhỉ? À, cho 4 đi. Thì lúc này cô sẽ được là 4 phần 15 giờ, đúng không? Rút gọn cả từ và mẫu cho 4 thì cô được kết quả là 4 phần 15 giờ. Được chưa? Tiếp tục này, bây giờ cô lại đổi 10 phút, đúng không? Thì nó cũng sẽ bằng 10 phần 60 giờ, đúng không?
Và cô rút gọn cả tớ và mẫu cho mấy nhỉ? À cho 10 thì sẽ được là 1/6 giờ đúng không? Đúng chưa? Rút gọn cả tớ và mẫu cho 10 này, được 1/6 giờ này. Vậy là cô đã có được thời gian đi. Đi ở đâu nhỉ? Thời gian đi từ trường ra đến đường cao, cao tốc theo đơn vị là giờ, chính là 4/15 giờ. Và thời gian đi từ đường nhánh, à đi trên đường nhánh đến khu công nghiệp chính là 1/6 giờ, được chưa? Thì bây giờ cô chỉ cần tính gì thôi nhỉ? À, thời gian đi trên đường cao, cao tốc. Mà cô có quãng đường chưa? Có quãng đường rồi đúng không? Là 20, 25. Cô có vận tốc chưa? Ôi đúng không? Vận tốc của cô là 80 km/h. Thì cô sẽ tính thời gian theo công thức gì nhỉ? Thời gian bằng quãng đường chia vận, vận tốc đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì? Thời gian ô tô đi gì trên đường cao tốc là đúng không? Cô lấy quãng đường này là 25 đúng không? Cô chia cho vận tốc là 80 đúng không? Thì cô sẽ được là gì? 25/80 đúng không? Mà cô thấy cái phân số này nó thế nào nhỉ? À nó chưa rút gọn thì cô sẽ tiến hành rút. Rút gọn đúng không? Thì cô sẽ chia cả tớ và mẫu cho mấy được? À cô sẽ chia cả tớ và mẫu cho. Nào cô rút gọn được kết quả là gì nhỉ? À cô sẽ được kết quả là 5/16 giờ đúng không? À bây giờ cô có này, thời gian đi trên 3 quãng đường rồi. Thì bây giờ cô có tính được gì? Thời gian đi từ trường đến khu công nghiệp không nhỉ? À có đúng không? Vì tất cả các cái này đơn vị của cô đều là giờ rồi đúng không? Thời gian này. Nào bây giờ chúng ta sẽ có nhá, 4/15 đúng không, cộng với 1/6 này, cộng với 5/16 đúng không? Và ở đây cô sẽ chọn mẫu số chung là 20. À cô xin lỗi, mẫu số chung ở đây cô sẽ chọn là mấy nhỉ? 240 đúng không? Thì cái phân số đầu tiên này, khi mà cô chọn mẫu số chung là 240 ấy, thì cô phải nhân cả tớ và mẫu với 16 đúng không? Nào nó sẽ bằng gì? 4 này nhân với 16 này, phần 15 nhân 10, 16 cộng với 1/1 này, nhân với 40 này, phần 6 nhân 4, 40 vì cô chọn mẫu số chung là 240 mà đúng không? Cộng với 5 này, nhân với 15 này, phần 16 nhân 10, 15 để được mẫu số chung là 240, được chưa? Tiếp tục này, 4 nhân với 16 bằng bao nhiêu nhỉ? À bằng 64 phần bao nhiêu? 240 này cộng với 40 này phần 240 này và cộng với gì? 5 nhân với 15 thì thành 75 phần 240 đúng không? Nào bây giờ cô tiến hành cộng lại nhé. 64 này cộng với 40 này cộng với 75 phần 240 đúng không? Nào chúng ta cộng giúp cô xem kết quả trên tờ bằng bao nhiêu nhé. À kết quả của chúng ta sẽ là 179/240 và đơn vị của chúng ta là giờ đúng không? À vậy là ô tô đi từ đâu nhỉ? Đi từ trường đến khu công nghiệp sẽ hết 179/240 giờ, được chưa? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 5 đúng không? Thì bây giờ cô và các em chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 6 nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển đến bài tập số 6. Thì bài tập số 6 như sau. Một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng là 9m và bằng 5/8 chiều dài. Người chủ thửa đất dự định dành 3/5 diện tích thửa đất để xây dựng một ngôi nhà. Phần đất không xây dựng sẽ dành cho lối đi này, sân chơi này và trồng hoa. Hãy tính diện tích phần đất trồng hoa, sân chơi và lối đi, đúng không? À, thế là bây giờ nhá, chúng ta thấy là gì nhỉ? Đề bài cho chúng ta những cái con số, ví dụ như
chiều rộng này, đúng không? Và cho biết được là chiều rộng bằng 5/8 chiều dài, đúng không nào? Và đồng thời này, người ta lại cho chúng ta biết là gì nhỉ? Dùng 3/5 diện tích thửa đất để xây nhà, đúng không? Và cuối cùng người ta yêu cầu là tính diện tích phần đất trồng hoa và lối đi sân chơi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn tính được diện tích đất trồng hoa, sân chơi và lối đi. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây này, không có cái dữ kiện nào mà gì nhỉ? À, cho chúng ta có thể tính một cách trực tiếp ra cái phần đất trồng hoa, sân chơi và lối đi. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải tính được diện tích xây nhà, đúng không? Thì sau khi chúng ta có diện tích xây nhà này thì chúng ta sẽ tính gì nhỉ? À, chúng ta sẽ tính là lấy cả diện tích mảnh đất thửa đất đấy trừ đi gì? Diện tích xây nhà, đúng không? Thì mới ra được cái phần đề bài yêu cầu tính, đúng không? Nhưng mà câu hỏi lại đặt ra là gì? Chúng ta sẽ tính diện tích của thửa đất như thế nào? Thì chúng ta muốn tính được diện tích thửa đất có nghĩa là chúng ta lại phải có chiều dài và chiều rộng, đúng không? Mà ở đây chúng ta mới chỉ có chiều rộng. Vậy bây giờ chúng ta phải tính chiều dài, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta cùng làm bài 6 nhé. Đầu tiên là chúng ta phải tính gì nhỉ? À, tính chiều dài của thửa đất. Thế bây giờ các em thấy nhá, chúng ta có này, chiều rộng của thửa đất là 9m và bằng 5/8 chiều dài, đúng không? Thì có nghĩa là gì? Ứng với cái phân số 5/8 chiều dài thì chính là 9m. Vậy chúng ta có tính được chiều dài không nhỉ? À, chúng ta sẽ lấy 9m chia cho 5/8, đúng không? Chúng ta có này, chiều dài thửa đất hình chữ nhật là 5/8, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy gì nhỉ? 9 này chia cho 5/8, đúng không? Nó sẽ bằng 9/1 này nhân với 8/5. Bước này thì tất cả các bạn cô tin là đến đây là đã rất là quen rồi, đúng không? Nào, chúng ta sẽ nhân nhá. 9 x 8 bằng 72, đúng không? 1 x 5 bằng 5, và cái phân số này chúng ta không rút gọn được nữa nên chúng ta để luôn cho cô là 72/5 mét, đúng không? Bây giờ chúng ta có chiều dài là 72/5m này, chiều rộng là 9m này, thì chúng ta có tính được diện tích của cái thửa đất hình chữ nhật này không nhỉ? Có, đúng không? Chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng, đúng không nào? Diện tích này thửa đất hình chữ nhật là 3. Bây giờ cô sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng này. Chiều dài của cô là 72/5 nhân với chiều rộng của cô là 9, đúng không? Thì nó sẽ bằng này, 72/5 nhân với gì? 9/1, đúng không? Mà 72 mà nhân với 9 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 72 nhân với 9 bằng 648, đúng không? Phần 5. Và theo các em, đơn vị ở đây sẽ là gì nhỉ? À, đơn vị ở đây của chúng ta phải là mét vuông nhé, vì nó là diện tích, đúng không? Thế thì sau khi mà chúng ta đã có được diện tích của thửa đất này là 648/5 mét vuông, đúng không? Thì chúng ta lại thấy này, diện tích xây nhà bằng mấy nhỉ? Bằng 3/5 diện tích thửa đất, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có tính được diện tích xây nhà không nhỉ? Có, đúng không? Chính là chúng ta đi tính cái giá trị phân số 3/5 này này của thửa đất, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích xây nhà. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tính như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ lấy 648/5 nhân với mấy nhỉ? À, nhân với 3/5, đúng không? 648 này phần 5 nhân với 3/5, đúng không? Nào, 648 mà nhân với 3 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 1944/5 nhân với 5 bằng 25, đúng không? Đơn vị của cô là gì nhỉ? Mét vuông, được chưa? Đúng không? Thì sau khi mà cô đã tính được diện tích xây nhà, đúng không? Thì cô muốn tính này, diện tích trồng hoa, sân chơi và lối đi. Thì cô chỉ việc lấy cả cái diện tích của cái thửa đất này
trừ đi cái diện tích xây nhà đúng không, là xảy ra cái phần đất trồng hoa, sân chơi và lối đi đúng không. Nào bây giờ cô có nhá, diện tích này, diện tích trồng hoa, sân chơi và lối đi đúng không. Nào bây giờ diện tích cô sẽ tính như thế nào? À, cô sẽ làm thế nào nhỉ? Cô sẽ lấy cái diện tích của cả cái thửa đất đúng không, là 648 này phần 5 đúng không, mà cô trừ đi gì, 1944 phần 25 đúng không. À bây giờ hai cái phân số này khác mẫu, mẫu số thì cô phải quy đồng lên, cô chọn mẫu số chung là 20 25 đúng không. Nào bằng này, bây giờ chọn mẫu số chung là 25 có nghĩa là cái phân số đầu tiên của cô phải nhân cả tử và mẫu với 5 đúng không. 648 này nhân 5 này phần 5 nhân 5 này trừ 1944 phần gì nhỉ, 20 25 đúng không, đúng không nào. Nào chúng ta sẽ tính ra nhá, giúp cô xem là 648 mà nhân với 5 thì bằng bao nhiêu nhá. À cái này là nhân các số gì thôi nhỉ, các số tự nhiên thôi, thì bạn nào cũng sẽ làm được thì cô sẽ viết luôn nhá. 648 mà nhân với 5 thì bằng mấy nhỉ? À bằng 3200 mà bao nhiêu nhỉ, 240 đúng không, phần 25 này trừ cho 1944 này phần 25 này đúng không. Bây giờ chúng ta thấy nó cùng mẫu số chưa, thì chúng ta tiến hành trừ nhá. 3240 này trừ 1944 này phần 25 đúng không, và kết quả của chúng ta sẽ được là bao nhiêu nhỉ. À kết quả của chúng ta sẽ là gì, 1296 phần bao nhiêu nhỉ, à phần 20 25, và đơn vị của cô là mét vuông. Vậy diện tích trồng hoa, sân chơi và lối đi sẽ là 1296 phần 25 mét vuông, được chưa? À vậy là chúng ta vừa làm xong tất cả các bài tập của chương, bài tập cuối chương 5 đúng không? Và ở trong đây chúng ta có các cái phần là gì nhỉ? Phần tự luận này, phần trắc nghiệm này, và cô và các em chúng ta đã cùng giải quyết xong hết bài tập, được chưa? Và bây giờ cô rất là hy vọng thì sau khi học xong cái chương 5 này, tất cả chúng ta sẽ nắm được các khái niệm về phân số, về hỗn số, các cái cách thực hiện phép tính với cộng trừ nhân chia này, với các phân số, hoặc là cộng trừ nhân chia có cả hỗn số khi mà chúng ta đổi hỗn số ra phân số đúng không. Và cuối cùng là cô hy vọng là những gì cô đã giảng dạy ở như chương 5 thì các em có thể tiếp thu được và hỗ trợ một cách rất là tốt trong quá trình học tập của các em. Rất là cảm ơn các em đã luôn luôn theo dõi các video bài giảng của cô. Và cô hy vọng là các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh Việt Sách nhé. Rồi, xin chào tất cả các em. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.